សូមគោរពនិងជម្រាបសួរបងប៉ូលទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍ម្ដងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប៉ូលអានទើណិតបាទហើយនៅក្នុងឆានែលខ្ញុំនេះផងដែរឥឡូវនេះពួកយើងចាប់ដើមធ្វើពីកង់ច្រើនអញ្ចឹងនៅក្នុងឆានែលខ្ញុំបងប្អូនអាចមើលឃើញអំពីកង់ហើយនិងអ្នកជិះកង់នៅសៀមរាបព្រោះពួកខ្ញុំបេះនៅសៀមរាបបាទអញ្ចឹង មានជាកង់ខ្លាំងៗច្រើនណាស់ឥឡូវនេះខ្ញុំមិនមែនដូចជាសេហានីម៉ងហូវូកាត់ខ្លាំងធម្មតាបាទប៉ុន្តែពួកគាត់មិនមែនជាអាជីពទេឥឡូវនេះដោយសារតែសម្រាប់រៀនពួកគាត់ក៏យកពេលទំនេរពីការរៀនសូត្ររបស់គាត់ជាកង់ប៉ុន្តែខ្លាំងបាទថ្ងៃមុនហ្នឹងពួកខ្ញុំទៅក្នុងក្រោមបាទខ្ញុំតាមគាត់អត់តាន់ទេតែបងតនិតតាមគាត់តាន់បាទបងតនិតនៅខ្លាក្នុងជាខ្លានៅឡាយទេខ្ញុំមានខ្លាបាក់បាក់នេះនេះខ្ញុំមានខ្លាបាក់
chẳng phụ dưỡng chỉ bán cho mình tên hay bê khác phụ dưỡng chỉ một ngày 20 kg, 100 kg, 200 kg, 300 kg chẳng những phụ nhóm đấy nhóm chỉ bán thật tức bán mà phải bị khát cái rộng ấy bạn đôi chân ở một đôi kỳ rí hay là khát có con đại nhóm tâm mà tự chi đấy quay đại khi nhóm gì bạn chỉ đó cứ nơi thì nước cứ bật chỉ lang chọc nôm dài hai này chẳng nhóm lập chi tại nơi rồi tại kỳ rí đi bay cuốn một đoạn ấy rồi tại kỳ rí hay nơi nơi bay lần nhiều chuyện kế rồi ấy dừng lịch cầm Bangkok Angkor Sài Gòn để phiêu tình hình dập tu vì Bangkok chôn mà tam bay lần hay trên tam nọ trở nông đến tại Việt Nam hay là người nào tới quỳnh chẳng phải nói nhầm thôi bạn sang những kê bạn nếu không video này khoảng đấy nhầm đừng chạy rầm lì bóng phun ở khnía ông pi cùng rất rưỡi cò lùm đập level này kinh con sram hay đừng tiếp tiếp chụp mùi đừng xin nộp với những video một nước nhầm nhầm pi xin nộp nhầm đừng bao giờ nên nhầm pi xin nộp chẳng thế này nhầm nhầm pi sram mình mà đỏ chẳng để sai làm những sự nuôi cho ra để tồn pi sram chẳng thấy có thua video mùi này phải tới hay kinh sram nâng dương ắt sẽ khơi từ lùm từ lì thế mình thấy chào đam hồ chồ mai cho ra này ắt sẽ từ lùm từ lì đời sinh mệnh mét tại vì hồ chồ mai cho ra mình tên bờ bếp thiệp chụp mùi bề đặc nhom được mang từ đất thôi chỉ mấy cái này cứ kinh của dương ắt toàn bản đào lùm đầm nằm ăn thế hay là này vì ắt cha mình tên cứ bị chặt chi bluetooth mà để lọp ra lời từ sau computer để mày lời còn tiệt à bạn lấy chôm mà dương mình cứ dương chập đam vì sắm vì xui cho nam thế vì đam đã sợ ị cường vi cứ ị chẳng cướp sạch vi cứ ị sri chập đam ị sri dương anh như thế vì chỉ lâu ấn cường đề này một phát cầu phát cứ ị sri chẳng ị sri những miền tây vùng bờ rừng ở vùng bay lấy thế chẳng anh ấy vì thiết tới việc đôi chị Tony rừng có bởi những gì phụ tác của bay lấy việc đôi chị Aseran Altup này chẳng biết mà nâng lộ án hay ở việc cho dịa đồng bùng của đất phòng này bạn hay đoàn bê tử đồng bùng rất tỷ rồi bọc sẵn cử X4 chẳng cực sắp hẳn X4 nâng cứ việc mà nâng xì mà nộp Alibo hẳn nâng xì mà nộp cực sắp việc hay đọc bê từ lan từ đó là mặt chung cũng rất mùi bình mặt chung cũng rất mùi bắt sẵn cứ X-Fi nâng cứ mà đi ổ rế mùi tay cứ nhận được ổn nghĩa sổ lại thả đi ổ rế vì lo hiện nay đấy mà cứ đi ổ rế vì lo hình nến cứ dừng dì thẳng mặt chung chỉ tới nhận mình bắt chất mặt chung cứ click through hay cũng thấy thay nộp bê để dừng rịp còn bán through dừng sổ bài chí thuê sổ phiêu dừng lo tại bên đây dừng ăn lối mình và tại bên này có viên đường cắt thoi lối dưỡng nên cả mười chục chiếc bát người mà hay to từ tiệm tập bị file ấy nên anh em cứ tham vi trên xịt anh đi viết trên xịt thì cứ viết trên xịt
X7 group set 1 X7 របស់ SRAM គឺវាវាចូលជាមធ្យមកម្រិត2ដែលប្រៀបធៀបជាមួយ Shimano វាស្មើនឹង SLX ឬក៏ LX បាទដល់ទៅលើ X7 ក៏មាន XX ដែរគឺវាលោតដល់ X9 X9គឺ group set វាគឺស្មើនឹង XT ផង Shimano គឺមានន័យថាវាល្អមែនទេអញ្ចឹងគឺបងប្អូនដែលប្រើ SRAM ដឹងអីថា X9 ចាប់ពី X5 ទៅគឺវាពិតជារបស់ដែលចាប់ដើមល្អស្រួលលេងស្រួលលេងហើយមានសបាយជិះហើយសបាយជិះមែនទេបាទហើយដល់ពេលទៅ high end ឬក៏អាកុំខ្ពស់បំផុតខ្ពស់បំផុតវាមាន XO ហើយនឹង XX1អញ្ចឹងXO XX1 ហ្នឹងវាស្មើនឹង XTO ផង Shimano ហើយនឹង XX ហ្នឹងស្មើនឹង XX1 ហ្នឹងស្មើនឹងពត់កាមេរ៉ាបាទស្រួលហើយមួយទៀតណាខែនេះវារៀងខ្លីបន្តិចហើយដោយសារនៅតែឯងអញ្ចឹងក៏អត់បាននិយាយវិញឆ្ងាយដែរចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានសំណួរមានយោបល់អីសូមខមមិនក្រោមពួកខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបហើយបើបងប្អូនចង់ដឹងរឿងទាក់ទងពីកង់អាចជួយ Subscribe Channel ពួកខ្ញុំទៅពួកខ្ញុំនឹងនិយាយហើយសូមអរគុណបងប្អូនជាច្រើនដែលបានជួយ Subscribe Channel ពួកខ្ញុំបាទហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងមានភាពឆាប់ឆាប់ហើយយើងត្រឡប់ទៅកាន់ភ្ញៀវបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ